Em chào cả nhà. Sáng ngày 11 em vẫn tiếp tục thay vợ em lên nha. Em lên cho anh em một lô thực cẩm, đồ quần áo gì cũng có nha. Rồi đầu tiên em lên một con áo không biết của nước nào này, máy tem. Con này chất vải giống saten, con này một, ôi em nói của hàng châu Âu đi nha, em không biết của nước nào hết á. Con này nó có bị dính dơ đây này, dính dơ đây, rồi dơ mất một cái cúc này. Con này cúc thì của Mỹ, cúc thì mơ giống mơ 51 của Mỹ á, mất một cái cúc đó. Thì đây nè, rồi sau lưng không lỗi lầm gì cả, sau lưng đẹp tem. Ở đây có bị xước nha, anh em lưu ý giùm em này, đây có bị xước. Rồi bên này đẹp, cổ có dấu gấp cổ ạ. Rồi lỗi như em đã báo nha, đồ mới con này còn 94%, 94% em đo vai ạ. Vai 47, dài 69, vai 47 dài 69, vai 47 dài 69, vai 47 dài 69. Con này dành cho anh em 60 kg đổ về thôi, 60 kg đổ về thôi, cao 1m6 thôi ạ, cũng tay ngắn ạ. Rồi em bán con này giá lâu đồng nha, ai chốt giúp em con này 300.000 mã 68 ạ, 300.000 mã 68, 300.000 mã 68, 300.000 mã 68. Rồi em lên một con lính áo sơ mi của lính Đức này, áo khoác nhẹ, áo khoác một lớp nha, của lính Đức ạ, của lính Đức. Rồi bên này không lỗi lầm gì cả, em coi ông tay cũng không bị lỗi gì cả. Sau lưng ạ, sau lưng cũng không lỗi gì. Rồi ống tay bên này cũng không có lỗi. Đây bị dấu tháo tem nhưng mà rút cái đường chỉ này ra là nó hết này. Đó. Nha, có một cái dấu tháo tem thôi. Rồi đẹp. Đồ mới con này còn 97%, 96-97% em đo vai ạ. Vai 47, dài 78, vai 47 dài 78, vai 47 dài 78. Áo của lính Đức ạ, áo khoác nhẹ. Em xẹt coi xẹt có ok không nha. Nhiều khi xẹt không, không thử về mấy anh em này. Nói còn ok. Rồi đồ mới con này còn 96-97%, anh nào bác nào ưng chốt con này giúp em 300.000 mã 69 ạ, 300.000 mã 69, 300.000 mã 69, 300.000 mã 69, 300.000 mã 69. Rồi em lên một con áo công bắc ACU size M, size M. Rồi đẹp nha. Rồi không lỗi gì cả. Bữa nay em bạn hơi bị rệ, không biết cô bị vờ nạt không biết. Rồi đồ mới con này còn 96%. Em mặc thử vô cho anh em coi. Em đo đã, em đo chiều ngang. Áo ngang 52, ngang 52 dài 80, ngang 52 dài 80. Em xin phép em mặc cái áo vào nha.
Con này dành cho anh em 68 60 đến 68 kg thôi. 60 đến 68 kg, em 68 kg có bụng. 60 đến 68 kg. Độ mới còn 96%, ai chốt cho em con này 400.000. Mã 67. 400.000 mã 67. Đẹp hơn. 400.000 mã 67. Đó, em mặc thử cho anh em một con nha. 400.000 mã 67. Con này 55 đến 65 kg mặc đẹp. Rồi, em lên một con áo M65 rằn ri. Size lát reo lơ. Của hãng Alpha. Của hãng Alpha. Đây có bị dơ một tí này. Bị dơ một tí nha. Rồi. Ống tay có một gấp nhẹ này, vô gấp nhẹ này. Rồi, đẹp, không dơ gì cả. Đằng sau lưng cũng không dơ, không lủng rách gì. Ống tay có dấu gấp nha. Rồi đây có bị dính dơ một tí nữa này. Đó, khảy nó ra. Rồi đằng trước có một dấu dơ đây nữa. Đây. Rồi đẹp. Dây dưới còn. Dây kéo còn ok. Lót trong đẹp nha, em coi dây trơn, dây tên còn, dây tên còn, dây giới, dây tên còn. Em đo vai. Vai 54. Dài 78, vai 54 dài 78. Con này là cao 1m80. Xe lát là 80 đến 90 kg. Cao 1m68 đến 1m73. Độ mới con này còn 95%. Không lủng rách chứ bị dơ mấy như vết em đã báo. Ai chốt chốt giúp em 700.000 mã 60. 700.000 mã 60. 700.000 mã 60 ạ. À. Em lên một bộ bay này. Một bộ bay màu vàng tan. Dây kéo đồng đen. Size 32. Size 32. Mới nha, size 32. Hiện tại là thấy tem mới, ống tay bên này cũng ok, em coi sau lưng coi. Rồi, sau lưng cũng mới. Coi ống tay bên này mới luôn. Có một tem. Có lỗ thông hơi nha. Rồi, đằng trước còn đẹp, em đo vòng bụng ạ. Con này chắc nhỏ rồi. Size 32 thì dành cho anh em 50-60 kg thôi. Vòng bụng 80. Vòng bụng 80. Con này dành cho anh em 60 kg thôi. Vòng bụng 80. Dài 1m50 à. Có bị nhầm không ta? Em đo lại một lần rồi coi. Rồi 1m50. Mới 98% nha. Chiều dài là 1m50. Bùng là 80. Độ mới con này còn 98%. Ai vừa cái bùng này chốt 500.000 mã 51. 500.000 mã 51. Không lỗi lầm gì cả. 500.000 mã 51. Em lên một con áo compact Mutic ACU tiếp này. Size M. Yeah.
con này nó bị dơ một tí xíu đấy nha, anh em lưu ý giúp em này. Rồi đằng sau còn đẹp. Bên này cũng ok ạ. À. Rồi, đây ok. Rồi đằng trước đẹp, con này thì dành cho anh em 60 đến 58 đến 65, 67 ký thôi, 66 ký thôi. Em đo chiều ngang ạ. À. Ngang 52. Dài 78. Ngang 52 dài 78. Độ mới con này còn 95%. Ai chốt cho em con này 400.000 mã 61 ạ. 400.000 mã 61. 400.000 mã 61. Em lên một bộ bay Asu. Một bộ bay Asu ạ. Xe lát treo lơ. Con này dây kéo nhiều quá. Rồi em coi có bị lỗi gì không. Bộ bay Asu ạ. Rồi đằng sau còn đẹp. Không dơ không lủng rách gì cả. Không dơ không lủng rách gì. Coi. Rồi cái ổ khóa này nó bị mất cái tay cầm nha. Đó. Nó bị mất cái tay cầm. Rồi đằng trước còn đẹp. Dưới có bo thun rồi nha. Rồi còn ok. Rồi đồ mới con này thì còn. Ôi sau này nó có lỗ thoát hiểm này. Đó. Đó, đây đó. Rồi em đo vùng bụng nha. Vòng bụng 98. Vòng bụng 98. 98 100 á. Dài 1m6, vòng bụng 98 dài 1m6. Vòng bụng 98 dài 1m6. Độ mới con này còn 96%. Không dơ không lủng rách chứ. Bị một cái lỗi nhỏ à, cái lỗi mất ổ khóa đó, cái tay cầm nó thôi. Rồi ai chốt bộ này chốt giúp em 500.000 mã 58 ạ. 500.000 mã 58. 500.000 mã 58. Em lên một con áo sơ mi của Đức, của Linh Đức. Áo sơ mi của Linh Đức. Áo sơ mi của Linh Đức. Chất vải kaki dày. Có lỗ thông hơi nách này. Không dơ. Không lủng rách gì cả. Rồi không dơ không lủng rách gì cả. Bị mất một cái nút ạ. Bị mất một cái nút. Rồi để em đo vai. Vai 48. Dài 76. Vai 48 dài 76. Vai 48 dài 76. Đồ mới con này còn 96%. Không dơ không lủng rách gì cả. Bị mất một cái nút. Anh em lưu ý giúp em nha. Rồi ai chốt cho em con này 300.000 mã 59. 300.000 mã 59 ạ. 300.000 mã 59. Rồi em lên một con áo công bắc của Thủy quân lục chiến vàng này. Của Thủy quân lục chiến vàng nha. Của Thủy quân lục chiến vàng. Xe X-Lat Reller. Xe X-Lat Reller. Cô bé ạ. Có khóa cổ nha, cô bé nha. Rồi em coi có lỗi lầm gì không. Rồi con này bị teo leo đây một tí đây này. Anh em lưu ý giúp em này. Rồi đây bị dơ một tí nữa. Coi cho kỳ không mẹ anh về mẹ anh ấy nạt cho này.
Rồi đằng sau còn đẹp. À. Rồi. Đẹp chỉ bị một cái lỗi vậy thôi. Rồi để em đo vai, đo ngang. Con này X-Lab thì dành cho anh em 80 kg rồi. Ngang 66. 80 đến 90 kg đây. Dài 80, độ mới con này thì còn 95%. 95% của Thiệp Quân Lục Chiến Vàng. Rồi, em bán cái giá, ai chốt con này chốt giúp em 500.000 mã 64, 500.000 mã 64. 500.000 mã 64. Rồi em lên một cái quần multicam chất vải chống cháy. Con này size medium reller. Size medium reller. Size medium reller dây chạc con. Con này nó bị xước dưới line này một tí nha. Đó, anh em lưu ý giúp em này. Đó, đây nè này. Hai cái line này về anh em lên line mới cũng được ạ. Rồi ngoài ra đẹp, không lỗi gì nữa cả. Không lỗi gì nữa cả. Rồi em đo vòng bụng ạ. Vòng bụng 90-92. Vòng bụng 90-92. Dài 108. Đó, dài anh em về lên 1-2 phân là che mất cái line, là có cái quần đẹp đi uống cà phê nha. Nếu về nói không trừ hai cái lỗi đó ra thì cái quần này còn 97%. Nhưng mà em nói còn 96%. 96%. Rồi. Vì hai cái lỗi nhỏ ở dưới cái line, anh em lưu ý giúp em. Rồi em bán cái quần này với cái giá là 400.000. 400.000 mã 57 ạ. 400.000 mã 57. Anh em thương em, ta cùng cạnh ngồi đàn ông, em lên live bán rất khó, anh em chịu khó để ý giúp em nha. Không thì đến khi về chốt thì nó có lỗi mà không báo về nạt em nè. Rồi em lên một bộ bay màu xanh. Bộ bay màu xanh. Con này còn tạp size S. Size S. Mà nó bị mất cái tem rồi. Bị mất cái tem rồi. Rồi con này nó bị tắp. Tắp lửa một tí rồi. Vàng vàng rồi. Hai bên cổ vai vàng vàng rồi. Rồi. Hai bên cổ vàng 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 rồi. Em coi lỗi gì nữa không? Anh em lưu ý giúp em nha. Nó bị tắp vàng rồi nha. Rồi. Bên này cũng không lỗi gì cả. Nó bị tắp vàng thôi. Ui trời. Mày. Sau này rách một lỗ mạng rồi nha. Rách một lỗ mạng rồi. Rồi. Bị táp vàng với cái lỗi màng đó thôi. Rồi em đo bụng. Vòng bụng 88. Vòng bụng 88. Vòng bụng 88. Dài 106. Vòng bùng 88 dài 106. Em bán con này cho anh em với cái giá lâu độc. Anh em về, anh nào làm biển làm đồ đi mua bộ này hơi bị ok luôn. Rồi đồ mới con này còn 93%. 92-93%. Em đo vòng bùng với em báo lỗi ra, nó bị táp lửa nha. Ai chốt bộ này chốt giúp em 300.000 mã 56. 300.000 mã 56. Anh em lưu ý giúp em 300.000 mã 56. Em lên một cái quần Navy SEAL. Navy SEAL chuẩn hàng cấp phát cho quân đội Mỹ nha. Ồ khi nào dư em quên nói hả? Toàn là nói của nước Đức chứ còn hàng là chuẩn cấp phát của quân đội Mỹ ạ. Navy SEAL. Size medium. Size medium reller. Chất vải caro.
chất vải caro. Rồi không lủng rách, không dơ gì cả. Không lủng rách, không dơ gì cả. Đằng sau cũng vậy ạ, đẹp. Không dơ, không lủng rách gì cả. Đồ mới con này còn 96%, 96% em đo vòng bụng ạ. Vòng bụng 82 kéo căng hết cỡ là 90. Vòng bụng 82 kéo căng hết cỡ là 90. Dài 108. Dài 108 ạ. Dài 108. Cái chỗ này nó hơi bị dơ một tí nhé. Dơ đất thôi, chỗ này phủi ra này anh em về giặt này. Rồi, đồ mới còn 96%. Ai chốt cái quần này chốt giúp em. 600.000 mã 53. 600.000 mã 53. 600.000 mã 53. Về chạy xe. Em lên một con áo con bắc tiếp này. Con bắc giống đầu lai em mặc nha. Size L. Size L con này thì dành cho anh em 68kg đến 75kg. 68 đến 75kg. Rồi mấy con này là bữa nay em bán giá rẻ cho anh em thôi nha. Chứ bình thường không có giá này đâu. Không rách lủng gì cả. Con bắc không rách lủng gì cả. Không dơ, không rách lủng gì cả. Đồ mới còn 96%. Không dơ, không lỗi lầm gì. Đồ mới còn 96% ạ. À. Em đo. Ngang 52. Ngang 52. Dài 82. Con này ngang 54. Con này ngang 54, dài 82. Anh nào cao chốt con này giúp em. Không lỗi lầm gì cả. Ai chốt 400.000 mã 62. 400.000 mã 62 ạ. 400.000 mã 62. Em lên một bộ bay màu vàng. Size 44R. Size 44R. Em coi nó có bị lỗi gì không. Đây, nó bị một cái vết dơ ngang chỗ cái túi đầu gối này. Đó. Anh em về giặt nhé. Anh em về giặt. Đây, có tem, tem. Em coi có lỗi gì nữa không nào. Có lỗi thông hơi. Ở đây bị dơ một tí nữa này. Thằng này chắc là vắt đàn rồi. Ông lính này chắc vắt đàn rồi. Rồi đằng sau đẹp. Nhưng mà anh em lưu ý giúp em này. Cái chất vải này nó có xù xù lông nha. Nó có xù xù lông nhẹ. Anh em về giặt mặc cái thời gian nó bay hết cái lông đó là nó mịn vải ạ. Bên này một tem nữa. Rồi. Ở đây dơ. Chỉ bị dơ thôi, còn không lủng rách gì cả. Em đo vòng bụng. Vòng bụng 102. Vòng bụng 102. Dài 1m6. Vòng bụng 102 dài 1m6. Đồ mới con này còn 95%. Anh nào vừa chốt con này giúp em. 400.000 mã 52. 400.000 mã 52. 400.000 mã 52 ạ. 400.000 mã 52. Em lên tiếp một con áo combat Asu này. Anh em tranh thủ chốt đi nha. Bữa nào vợ em lên này. Vợ em mình nạt cho này.
size M, chuẩn hàng cấp phát cho quân đội Mỹ nha. Không lỗi lầm gì cả. Không lủng rách, con này bị dơ nhẹ đây anh em, về giặt giúp em này. Còi đằng trước không lủng rách gì, không dơ. Đó, này còn đẹp. Đằng sau cũng ok. Em đo chiều ngang. Ngang vai 52. Vai 52 con này ngắn này. Dài 67, vai 52 dài 67. Độ mới con này còn 95%. Size M thì dành cho anh em 65 đến 58 đến 65, 66 ký. 58 đến 66 ký, ai chốt con này chốt giúp em 400.000, mã 63. Chiều dài em đo thì anh em tự lượng nhá. Em cũng không biết mấy anh em mặc thích mặc dài hay mặc ngắn, em chịu á. Còn cái số cân này là anh em lưu ý giúp em là từ 58, size M là từ 58 đến 66 cân. Nó đến 68 cân như em cũng mặc vừa, nhưng mà nó hơi có bụng thì nó hơi tức. Nếu mà anh em lưu ý mua con áo này thì coi mình có bụng không nha. Nếu mà có bụng to, hơi to một tí thì phải mua size to một tí. Rồi ai chốt giúp em là 400.000 mã 63. 400.000 mã 63. Rồi em lên một bộ bay của quân đội Mỹ. Hàng chuẩn cấp phát cho quân đội Mỹ nhé. Size 40 Reller. Size 40 Reller. Rồi trước này đẹp. Trước này đẹp. Thôi mà tội mà lên cho tội mãi cho Nhật lên cho luôn đẹp luôn đi cho rồi chứ. Mất công. Đẹp nha, không lỗi lầm gì cả. Không dơ, không lỗi lầm gì cả. Độ mới con này thì còn 96%. 96% đổ lên. Vòng bùng 96. 96. Vòng bùng 96. Dài 106, vòng bùng 96, dài 106. Đồ mới con này thì còn 96%, không dơ, không lỗi lầm gì cả. Anh nào chốt 600.000 mã 50, 600.000 mã 50. 600.000 mã 50 ạ. 600.000 mã 50. Em lên một con áo combat của thì quân lục chiến vàng này này. Con này chất vải rất mát, size lát. Chất vải nó rất mềm mại này, giống như 100 cotton á. Con này mặc hơi bị mát luôn này. Anh em lưu ý giúp em nha, con này chất liệu nó hơi bị mát luôn. Con này hơi bị đẹp luôn. Con này để em đo chiều ngang nha, không lỗi lầm gì cả. Đồ mới con này còn 97%. Ngang 53, 54. Dài 80. Em mặc con này, em xin phép mặc con này vào nha. Con này chất vải rất dễ chịu. Con này nó mặc rất ôm này. Đó, anh em thấy em ôm không? Con này thì dành cho anh em 55 đến 65 kg thôi. Nhỏ, con này chất vải nó ôm. Dàn, con này hơi bị mát luôn. Độ mới con này cao nha. Độ mới con 97%. Độ lên. Không lỗi lầm gì cả. Ai chốt cho em con này 600.000 mã 65. 600.000 mã 65 nha. 600.000 mã 65. Em lên một con áo thủy quân lục chiến này. Size Simon Reller, thủy quân lục chiến xanh.
Đồ mới con này còn cao, đẹp, đều màu. Em chưa tìm ra lỗi. Để em móc coi nó ra cái lỗi nào không. Rồi, đẹp, không lỗi lầm gì cả. Không lỗi lầm gì cả. Em đo vai, đồ mới con này thì còn 96% đổ lên. Vai 46, dài 77, vai 46, dài 77. Đồ mới con này còn 96% đổ lên, không lỗi lầm gì cả. Alo. Quân Lục Chiến. Rồi, anh nào chốt con cho em con này 400.000 mã 54, 400.000 mã 54 ạ. 400.000 mã 54. 400.000 mã 54. Em lên một con áo. Áo gì ta? Áo ấm Hải Quân. Kháng nước nha, áo ấm Hải Quân kháng nước. Size medium. Năm 1981 nha. Size medium. Áo ấm Hải Quân kháng nước. Con này thì cực ấm. Con này anh em mua về mà mặc mùa đông thì hơi bị nhức. Hơi bị ok luôn. Đẹp không lỗi lầm gì cả. Không lỗi lầm gì cả. Rồi. Không tìm ra một cái lỗi nào để bảo à. Bo còn ok luôn. Đó. Anh em lưu ý giúp em. Bo còn ok. Cổ có nhung nha. Cổ có nhung. Trong lớp lót trong hơi bị dày luôn. Đó. Size medium con này dành cho anh em 60 đến 70 kg. 60 đến 70 kg. 60 đến 70 kg nha. Cao 1m6 đến 1m7. 60 đến 70 kg. Đồ mới con này còn 98%. 98%. Con này mà anh em nào mà mùa đông mà mua một con mặc vậy thì hơi bị nhức. Con này hơi bị phê luôn, hơi bị nhức luôn á. Nhức nách luôn. Rồi, không có lỗi lầm gì cả. Đẹp. Ai chốt cho em con này 3.500.000 mã 55. Con này thì gọi là còn mới luôn. Mới 98% luôn. Dành cho anh em 60 đến 70 kg nha. Cao 1m6 đến 1m7. Ai chốt giúp em 3.500.000 mã 55. Em lên một con áo combat của Không Quân size L. Con này để em coi có lỗi gì không. Rồi, không có lỗi gì cả. Rồi, không có lỗi lầm gì cả. Của Không Quân size L. Size L thì dành cho anh em 65 đến 75 kg. 65 đến 75 kg. 65 đến 75 kg. 65 đến 75 kg. Em đo chiều ngang cho anh em tự lượng nha. Con này ngang 55. 55. Dài 82. Nó đang con đẹp. Con đẹp. Đồ mới con này còn 95-96%. 95-96% không dơ không lỗi lầm gì cả. Ai chốt cho em con này 400.000 mã 66. 400.000 mã 66. 400.000 mã 66. Rồi, em xin cảm ơn tất cả anh em nha. Anh mấy anh mấy bác ưng cái nào thì chốt giúp em. Rồi ủng hộ giúp em với ạ. Rồi có gì sai sót thì mấy anh bỏ qua giúp em, tại em like lâu lâu em lên em like để nhiều khi có nó có lúng túng hay có sai gì sai sót hay là có gì không vừa lòng thì anh em bỏ qua giúp em nha.
tại vì em vừa em đăng nhập, em sẽ lên mấy ngày rồi trưa nay em sẽ lên tiếp, em hẹn anh em vào trưa nay à. Rồi em chào ạ. À.